Thưa quý vị, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa liệt kê ra trên 30 tên miền giả mạo trang thông tin của 5 ngân hàng lớn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa liệt kê ra trên 30 tên miền giả mạo trang thông tin của 5 ngân hàng lớn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân để biết được tên miền nào là lừa đảo, người dân có thể truy cập vào tính năng tra cứu tài khoản trên trang web tính nhiệm mạng.vn sẽ thấy danh sách các tài khoản được báo cáo đã kiểm duyệt, bao gồm thông tin số tài khoản, chủ sở hữu, ngân hàng phát hành, kèm theo trạng thái lừa đảo, an toàn hoặc đang xác minh của tài khoản đó. Trường hợp nghi ngờ một tài khoản nào đó là lừa đảo, người dùng có thể nhập số tài khoản vào ô tìm kiếm để kiểm tra xem tài khoản này đã được xác nhận là lừa đảo hay không. Nếu không tìm thấy kết quả, người dùng có thể báo cáo tài khoản nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo để trung tâm kiểm duyệt thông tin và bổ sung vào danh sách tài khoản lừa đảo để cảnh báo đến mọi người. you <whistles>